Xin chào tất cả quý bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Vios E bản số tự động ạ. Khi mà sang cuối tháng 6 này, chiếc xe Toyota Vios đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhé. Chiếc xe Toyota Vios nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B đang cạnh tranh trực tiếp, đó là chiếc xe Vinasen, Honda City, Mitsubishi Actra hoặc là chiếc xe Kia Soto hay là rất nhiều xe chở Việt Nam ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 528 triệu. Sang cuối tháng 6 này thì đấy chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 473 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 55 triệu tiền mặt ạ. Giá xe đang giảm giá rất sâu cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios E bản số tự động này lăn bánh nội đang là 527 triệu thôi ạ. Còn tỉnh thì 502 triệu. Tỉnh áp phương trăm thì 507 triệu. Và ở thành phố Minh thì 522 triệu ạ. Giá trên em đã tính cho anh em, đó chính là đã trừ cho anh em và 50% phí trước bạ rồi nhá. Bởi vì chiếc xe Toyota Vios nó là chiếc xe lắp ráp trong nước, sẽ được hỗ trợ phí trước bạ 500. Dự kiến là trong đầu tháng 7 đi ạ. Còn giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhá. Còn trả góp anh em chuyển vào giao bây giờ đang là 154 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 130 triệu. Tỉnh áp tuyến trăm thì 135 triệu. Và ở thành phố Minh thì là 150 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em gửi về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp đều là thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, vậy dòng này nó giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Vios E bản số tự động. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Với dòng này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe thông dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem này kìa ạ.